Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lịch thi đấu vòng 30 giải Ngoại Anh như sau. Lịch thi đấu vòng 30 giải Ngoại Anh sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4. Trong ngày mùng 8 tháng 4 sẽ diễn ra các trận đấu. Vào lúc 18 giờ 30, Manchester tư tiếp đón Everton trên sân nhà. Vào lúc 21 giờ sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu. Aston Villa gặp Nottingham Forest, Brentford đối đầu với Newcastle, Fulham gặp West Ham, Leicester City đối đầu với Bournemouth, Tottenham gặp Brighton. Wolves đọ sức với Chelsea. Và lúc 23 giờ 30, Southampton tiếp đón Manchester City trên sân nhà. Trong ngày mùng 9 tháng 4 sẽ diễn ra hai trận đấu còn lại. Ở khung 20 giờ, Leeds United gặp Crystal Palace và lúc 22 giờ 30, Liverpool sẽ đại chiến với Arsenal. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh tính đến trước vòng đấu thứ 30 như sau. Arsenal dẫn đầu với 72 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 64 điểm, xếp thứ ba là Newcastle United 53 điểm, Đứng thứ tư là Manchester United 53 điểm, xếp thứ 5 là Tottenham 50 điểm, đứng thứ 6 là Brighton 46 điểm, xếp thứ 7 là Atalanta 44 à, điểm, đứng thứ 8 là Liverpool 43 điểm, xếp thứ 9 là Brentford 43 điểm, đứng thứ 10 là Fulham 39 điểm, đứng thứ 11 là Chelsea 39 điểm, xếp thứ 12 Kitchell Palace 30 điểm Đứng thứ 13 là Leeds United 29 điểm Đứng thứ 14 là Wolves 28 điểm Xếp thứ 15 là West Ham 27 điểm Đứng thứ 16 là Everton 27 điểm Đứng thứ 17 là Nottingham Forest 27 điểm 3 vị trí cuối cùng thuộc về Bournemouth 27 điểm Leicester City 25 điểm Southampton 23 điểm Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của vòng đấu thứ 30 giải Ngoại Anh, đặc biệt là trận đấu giữa Manchester United với Everton và Liverpool với Arsenal? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, nhận định bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.